Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Chứng minh Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền Đồng Thủy Chứng Giám. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 15 tháng 11 năm 2020, chúng ta tiếp tục với nội dung kinh Pháp Hoa. Phẩm thứ hai đó là phẩm phương tiện, thưa quý vị. Trước khi đi vào nội dung kinh văn, xin phép các vị cho thầy hỏi Hoa Kỳ tại sao trở thành một quốc gia hùng mạnh lớn nhất thế giới, trong khi lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ chỉ hơn 300 năm. Quý vị nghĩ yếu tố nào quan trọng nhất để Hoa Kỳ trở thành một quốc gia hùng mạnh như thế? Tự do là những chữ chung chung, nhưng ngay chữ Hoa Kỳ chúng ta cũng có thể hiểu hơn về bản chất lập quốc của nó, đó là Hiệp Trung Quốc. Phải vậy không thưa quý vị? Yếu tố Hiệp Trung Quốc tức là yếu tố chấp nhận mọi sự khác biệt ở trên toàn cầu. Và do vậy, 50 tiểu bang của Hoa Kỳ ban đầu chỉ là 13 tiểu bang, vốn là 13 thuộc địa của Anh quốc. 13 tiểu bang được xây dựng lên, và đến ngày hôm nay 50 tiểu bang được hình thành, giống y như là một cái viên kim cương mà có 53 cạnh. Cạnh nào cũng tỏa sáng như là những vì sao ở trên bầu trời. Lá cờ của Hoa Kỳ 50 vì sao đã thể hiện rõ ý nghĩa sâu xa và sức mạnh của nó. Như vậy, đạo lý chúng ta rút ra là gì? Đó chính là chúng ta chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự rộng rãi. Nếu chúng ta không chấp nhận được thì tâm hồn con người trở nên chật hẹp. Không chấp nhận khác biệt, trong tâm chúng ta nhiều phiền não cũng là chật hẹp. Và ai đó đã từng nói rằng, cho dù bạn có đánh sập nền kinh tế Hoa Kỳ tới tận đấy, nhưng không thể nào biến con người ở đây kém văn minh hơn một chút, trong khi những trường đại học đồ sộ đang còn đứng vững đó. Thế thì thấy rằng cuộc sống có cơ cực như thế nào, nhưng nhân cách của con người được củng cố, được xây dựng phải bằng một nền tảng giáo dục. Nếu như Hiệp Trung Quốc này mà không chú trọng tới giáo dục thì chắc chắn không trở thành con người văn minh. Mà không phải con người văn minh cho nên không phải là con người có năng lực dẫn dắt toàn cầu. Hoa Kỳ có ảnh hưởng toàn cầu bởi vì Hoa Kỳ đóng cái vai trò là người dẫn dắt thế giới. Trên cơ sở này, chúng ta nhìn vào ở trong kinh Pháp Hoa. Tại núi Linh Thứu lúc bây giờ, sau một thời gian trên 40 năm,
thuyết pháp độ sinh. Đức Thế Tôn thấy căn tánh của chúng sinh đã được thuần thục, ba thừa giáo đã được hoàn thiện, nói thế không có nghĩa rằng đạt được chỗ rốt ráo. Muốn thấy được sự tổng quát và phát huy sức mạnh to lớn hơn nữa thì phải có tầm nhìn to lớn hơn, rộng rãi hơn. Cho nên tại núi Linh Thứ, Đức Thế Tôn nhập vào trong chánh định gọi là định vô lượng nghĩa xứ, tức là bằng loại trí tuệ sáng ngời có thể nhìn thấy được thật tướng vô lượng pháp và biểu hiện khắp mọi quốc độ của mười phương chư Phật. Với cái tâm như thế, với cái độ rộng như thế, bắt đầu Đức Phật ở trong đại định đó mà phóng quang sáng ngời. Lúc ấy đại chúng họ hân hoan, họ mừng rỡ vô cùng, nhưng họ không có hiểu nhân gì duyên gì mà Thế Tôn thị hiện sức thần biến như vậy. Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát là người trợ duyên cho đại chúng thấu hiểu được sẽ có đại pháp vũ chuẩn bị thi thiết. Chúng ta thấy hay vô cùng vai trò của Bồ Tát văn thù sư lợi. Nếu như không có sự trợ duyên này thì liệu hội chúng đã chuẩn bị cho mình có một tâm lý để lắng nghe đại pháp hay chưa? Để rồi trong thiền định, rời khỏi thiền định, Đức Thế Tôn bắt đầu gọi đại trí xá lợi Phất là căn cơ cho hội chúng pháp hoa này, đứng ra để mà ngài dạy. Ngài dạy cái gì? Dạy những gì mà tôn giả xá lợi Phất chưa từng hỏi, chưa từng thấy. Cho nên đây gọi là vô vấn tự thuyết. Và ngài dạy cái gì? Ngài nói về Phật trí bất khả tư nghị, tức là chưa có ai bao giờ đặt câu hỏi cái biết của Phật tới đâu, cái thấy hiểu của Phật tới đâu. Đây là cái điểm chung mà hội chúng lúc bây giờ như vậy. Trở lại vấn đề thực tế của chúng ta ngày hôm nay, ở tại Bồ Đề Phật Quốc, ban đầu có một số Phật tử rất là trung kiên tới mức sẵn sàng từ bỏ để trở thành thành viên kiên cố ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Nhưng sau một thời gian đạo tràng mở rộng ra, họ lại không chịu nổi sự khác biệt của đại chúng văn tập về Bồ Đề Phật Quốc. Khi có sự văn tập càng lớn thì sự khác biệt càng nhiều. Và sự khác biệt càng nhiều thì mỗi người sẽ thể hiện cái sự khác biệt của mình theo đời sống chấp ngã của họ. Rồi do đó mà nó tạo ra sự tương tác, và nhất là các vị mỗi người một nơi hình thành một nếp sống khác biệt bởi những nền văn hóa khác biệt. Sự khác biệt lớn lao trong mọi tự thân của chúng ta, khi ngồi vào ở trong một hội chúng, tâm của mọi người chưa có đón nhận nổi sự rộng rãi này, cho nên thị phi nổi dậy. Thị phi nổi dậy, bắt đầu phiền não theo đó phát sinh. Đây là biểu hiện của nghiệp lực phàm phu mà thôi. Nhưng những ai đi theo được sự phát triển rộng lớn của đạo tràng thì chúng ta thấy hoan hỷ. Chúng ta như là cá gặp nước bao la, tha hồ mà bơi lội không mệt mỏi. Nhưng những tâm hồn nhỏ bé chỉ muốn gói gọn ở trong sự bình yên của một đạo tràng nhỏ nhỏ, một nhóm người nhỏ nhỏ, một loại thiền, một loại mật, một loại tịnh nhỏ nhỏ, thì lúc đó họ sẽ thấy mệt mỏi, sẽ thấy không có an lạc, không có niềm vui. Một khi nhãn quan nhìn đạo tràng như thế thì bắt đầu họ thối thất tâm Bồ Đề. Cái tâm mà hướng về với Bồ Đề Phật Quốc này không có còn lớn lao nữa. Ngày xưa ở tại Bồ Đề Phật Quốc, xin lỗi, tại Bồ Đề Đạo Tràng, thầy lễ Phật trong sự thành kính thiết tha, trời lạnh, cái lạnh thật là khủng khiếp, lạnh thấu xương tới mức mà mũi nước chảy ra, không biết đang bị mũi chảy ra.
Trong tâm lúc bây giờ tập trung cao độ vào nơi mà Đức Phật đang đã thành đạo ngày xưa, tự cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lồi, cùng khổ như một cái chúng sanh lầm lũi trong kiếp luân hồi. Trôi lênh đến giờ đây, đến nơi nơi Phật thành đạo, Ngài thành đạo sáng ngời và Ngài đã đi vào Niết Bàn. Còn mình mấy ngàn năm rồi, bây giờ mới tới được đây. Nghĩ thương cho cái số phận bèo dạt kho trôi của mình, và cái số phận mà nó khổ khốn khổ của mình. Nhưng may thay trong đời mạt pháp mình còn gặp được giáo pháp. Lúc ấy hồi tưởng lại hành trình tu tập của tự thân, có những điều kỳ trùng hợp kỳ diệu. Đó là chính ngày ấy, giờ ấy, 20 năm trước, mình từ bỏ gia đình đi xuất gia học đạo. Đi tu giống như một cái gì đó mừng hơn, mừng tới hết lớn. Sáng sớm 3 giờ sáng đã không có ngủ được rồi, ngồi dậy chờ trời sáng để được đi tu. Mới 5 giờ rưỡi sáng đến chùa, chùa chưa mở cửa. Rồi vào trong chùa, các anh Phật tử hướng dẫn chỉ cho đây là Phật Di Đà, kia là Quan Âm, kia là gì, chỉ cho để mình biết nhận diện. Và trải qua 20 năm, bây giờ mình mới tới chỗ Phật. Lúc ấy thầy có một đại nguyện được phát khởi: nguyện Đức Phật mười phương chứng giám, chư thiên long bát bộ hộ pháp thiện thần hộ trì, con phát đại nguyện đến tại Bồ Đề, đến tại Hoa Kỳ để thiết lập một hệ thống giáo dục lấy tên là Bồ Đề Phật Quốc. Chỉ có giác ngộ chúng ta mới được vào trong nước Phật, chỉ có giác ngộ mới được vào trong cảnh giới của Phật. Giác ngộ là Bồ Đề, và phải thực sự giác ngộ mới được. Để rồi phát nguyện xong, nói giống như là nữ nhi thường tình, không hiểu làm sao, trong tâm thì không có cái gì gọi là khổ đau, nhưng mà cái lạnh và nước mắt cứ tràn trùa. Các vị thầy bạn lại vỗ vai, nói rằng sao có nhiều nỗi niềm thế. Thầy đứng lên lễ Phật rồi đi tiếp về. Không biết làm gì để cúng dường lên mười phương chư Phật, tâm nguyện của mình cho rõ ràng, thành ra mới thiết lập một cái website lấy tên là Bồ Đề Phật Quốc. Nhưng đến ở tại Mỹ thì xây dựng một cái hội Phật giáo, cái chữ Phật Quốc á, không có được lập ở trong một quốc gia. Trong một quốc gia không có được có một cái nước gì khác, cái chữ nó không cho phép. Thành ra lúc đó thầy mới lấy tên là Body Buddha Rim, tức là cảnh giới, chữ điểm là cảnh giới đó. Society tức là society, tức là gì? Tức là một cái quần thể, một cái xã hội mà trong đó nó có rất nhiều yếu tố khác nhau. Tên tiếng Việt, tên phụ gọi là Bồ Đề Phật Quốc. Lúc đó thầy thưa các ngài chứng minh cho sự thành lập này ở tại một tỉnh thất, ngày xưa các vị biết rồi. Thì lúc đó có một vài vị thầy hơi khó chịu, thường mời các ngài chứng tri thì xin các ngài đặt tên, nhưng thầy đã đặt trước từ lâu rồi, cũng là một điều không hay. Nhưng mà giờ làm sao, phát nguyện với Phật, với Long Thiên hộ pháp rồi, thì giờ đây cuộc đời còn lại, hơi thở còn lại, chỉ có sống cho điều này. Còn nếu như vì một lý do nào đó mà không có sống được cho điều này thì sự sống này xin ngừng lại là được rồi, không có thêm một ý nghĩa gì khác hơn trong sự phát nguyện này. Thầy nói điều này là điều tự thân cá nhân của mình, chứ không phải là khuyến khích các vị từ bỏ mọi thứ để sống như thầy.
Đây chính là gì? Là sự chia sẻ. Và từ đó mà mối thuận duyên bắt đầu hình thành. Khi đến tại Mỹ quốc này, trong tâm chưa ngừng một giây phút nào xây dựng cho được một hệ thống giáo dục Phật giáo. Và chỉ có giáo dục Phật giáo, đạo Phật mới thực sự trong sáng, đạo Phật mới thực sự là thanh tịnh vững mạnh. Cũng giống như một đất nước Hoa Kỳ không có nền giáo dục đồ sộ thì chắc chắn người Hoa Kỳ không trở thành người văn minh trên toàn cầu. Một Phật tử được gọi là tử tế, một Phật tử thanh tịnh không thể thiếu giáo dục Phật giáo. Các vị thấy trong dòng tư duy này rất rõ ràng phải không? Rất rõ ràng. Rồi sau đó thì sao thưa quý vị? Khi thành lập mọi cơ sở và xây dựng mọi thứ, lấy một cái gì một cọng rác quét cái nhà cũng chỉ đỡ cho Bồ Đề Phật Quốc được thanh tịnh trang nghiêm. Rồi bắt đầu thành lập chương trình xây dựng, vận động, mời gọi, thậm chí chịu vô lượng khổ não, vô lượng nhục nhã. Phải dùng chữ là nhục nhã. Vì sao? Bởi vì một con người nghĩ thấy mình cũng đầy đủ tố chất trượng phu, có khi nói rằng con cháu quan trung cho nên học đòi hào kiệt. Mình đâu có phải là thiếu cái khí chất trượng phu, thiếu cái tố chất quân tử để mình sống trọn vẹn với cuộc đời. Nhưng vì đại nghiệp cho Phật Pháp mà khoác trên thân áo giáp nhẫn nhục để nó chịu đựng vô lượng những cái khổ não. Và thưa quý vị, đến ngày hôm nay thì có nhiều Phật tử, và nhất là các vị đang hiện diện, thầy xem như là những hạt chất ở trong Phật Pháp. Ở trong hạt chất ở trong gì? Ở trong Bồ Đề Đạo Tràng, chứ không phải là Phật Pháp. Thầy xin đích chính, tức là những hạt chất ở trong Bồ Đề Phật Quốc. Bởi vì các vị đã đủ cái lượng tâm, đủ cái độ rộng rãi, đủ cái tấm lòng nhẫn chịu và cùng đi tới ngày hôm nay. Và chúng ta đang cùng xây dựng một cái chương trình rộng lớn, chấp nhận vô số khác biệt, dung chứa tất cả mọi hoàn cảnh. Đây chính là gì? Đây chính là tinh thần hiệp Trung Quốc. Và chúng ta đang tồn tại ở trong một cái môi trường giáo dục tốt nhất của Phật giáo Việt Nam hiện tại đang sinh hoạt nơi Hoa Kỳ này. Những thông tin này các vị hãy nhìn nó bằng một sự trong sáng, không phải nhìn trong ngã nhân, không phải nhìn trong sự cố chấp tự khen mình chơi người, mà hãy miêu tả đúng những gì nó đang diễn ra. Đây gọi là cái nhìn trong sáng của Pháp. Tại sao thầy nói quý vị điều này? Không phải nó ngoài kinh điển, từ thực tế đó mà chúng ta mới nhìn thấy Đại hội Pháp Hoa trên núi Linh Thứ. Đức Phật nói rằng Phật trí bao la, nào là thập lực, nào là gì, nào là bốn vô ý, nào là thập bát bất cộng pháp, nào là mười như thị, nào là gì nữa hả? Nào là bát giải thoát, bát bội xả. Thôi xá lợi Phật, thôi không cần nói nữa. Nó nhiều quá, nó vô lượng vô biên, nó rộng lớn như vậy. Nhưng hôm nay ta nếu như nói hết ra thì khiến cho chúng sanh sẽ điên đảo, và các ông như thế sẽ thối thất tâm Bồ Đề. Cũng giống y như tại Bồ Đề Phật Quốc chúng ta, khi thầy nêu cao một chương trình, một ý nghĩa lớn lao như thế, nhưng có người nói rằng thầy đang hoang tưởng, đang điên đảo, đang mơ mộng hão huyền. Rõ ràng nó như vậy đó. Và có người cười cợt, có người chơ bai, có người thì bỏ đi, có người thì hiềm khích, có người thì chỉ trích, và có người cho rằng là thầy còn lợi dụng đồng đông đồng tây nữa. Rất nhiều những ngôn ngữ, rất nhiều cánh khác nhau. Và tinh thần của Pháp Hoa giống y như là chúng ta ở ngang đây. Nếu chúng ta không có đủ cái tố chất trượng phu, cái kinh khí đại thừa, thì chúng ta chắc chắn là không thể nào giữ ở trong Pháp Hoa được. Cũng như là chúng ta không chấp nhận sự khác biệt bao la của mọi người, thì làm sao mà chúng ta có thể xây dựng cho được Bồ Đề Phật Quốc. Và không khéo chúng ta cứ ngồi oán trách buồn phiền và nhìn thấy đạo Phật ở trong một phương diện hết sức là nhỏ bé. Thành ra thưa quý vị, tôn trọng sự khác biệt, đây chính là tinh thần vô ngã của người Phật tử. Tại sao? Bởi vì chỉ có buộc mọi thứ nó diễn ra theo ý của mình, theo ý của mình, theo định kiến của mình mới có an vui, còn ngược lại thì mình khổ đau. Như thế thì sao gọi là người mở rộng cõi lòng và biết cách đón nhận? Sao gọi là người biết tu tập? Những chân lý này các vị thấy dễ hiểu phải không?
Chứ nghĩ rằng thầy không cần phải thuyết phục để các vị nhìn thấy trình độ của các vị thừa biết những điều này. Giờ đây xin mời các vị đi vào trong kinh văn, đem cái nhãn quan mà sớm được thầy trình bày để cho các vị nhìn vào trong kinh văn thấy thầy nói có sai hay không. Trong khi đó, trong đại chúng có hàng thanh văn lậu tận A La Hán, như là ngài A Nhã Kiều, Trần Như, vân vân, 1.200 người, và các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, hàng hạng người phát tâm thanh văn duyên giác, họ đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật cớ chi lại ân cần ngợi khen phương tiện mà nói thế này. Pháp của Phật chứng rất sâu, khó hiểu, tất cả thanh văn, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Nghĩa là gì? Tức là một Phật trí nhìn tổng quát được tuệ giác của chư Phật, cho nên các hàng thanh văn không thấy rõ vấn đề, thành ra sinh tâm nghi hoặc. Nói việc nhỏ xíu như chúng ta, đó là xây dựng một trường đại học, xây dựng một cái chương trình của Bồ Đề Phật Quốc. Mà nếu chúng ta nhìn ở cái phương diện nhỏ hẹp của gia đình, hoặc là cái lối tư duy của một số Phật tử sinh hoạt ở những cái đạo tràng quen thuộc, chúng ta hình thành cách tư duy đó, nhãn quan đó, bây giờ nhìn thấy sự kiến lập của Bồ Đề Phật Quốc, chắc chắn là chúng ta không chấp nhận. Và tâm chúng ta sẽ ngưng lại ngang đó, không thể thấy hơn được nữa. Chúng ta sẽ sinh tâm thối thất, sự hoang mang, sự chán nản mệt mỏi, chúng ta sẽ thối lui. Trong khi á, con đường ở trước mắt hoàn toàn không có sai với chánh pháp của Như Lai. Rõ ràng pháp của Phật đâu có khác biệt, bởi vì nó đều miêu tả pháp vị giải thoát. Chúng ta không hiểu, thành ra chấp chặt ở trong tông phái. Ở trong tông phái, chúng ta an vui trong tông phái, ra ngoài tông phái chúng ta kháng cự, phiền não sinh ra. Đó không phải là pháp vị giải thoát của Phật. Do vậy mà chúng ta học rất nhiều kinh để khai thông tâm trí, giúp cho chúng ta thấu hiểu được pháp vị của Phật. Đây chính là gì? Là ngộ nhập Phật tri kiến. Những cảnh giới này làm sao chúng ta hình dung ra được? Và Đức Phật hay nói rằng hãy khiếu, hãy phương tiện xây chùa, phương tiện lập tăng viện, lập ni viện, lập đạo tràng, mọi thứ là phương tiện để chúng ta giác ngộ. Đừng bao giờ biến phương tiện thành cứu cánh. Đừng bao giờ cho rằng phương tiện tạm thời chính là mục đích mà chúng ta đạt được. Chúng ta đến đây không phải để xây chùa, không phải đến đây để mà chúng ta kiếm chỗ ăn chỗ ngồi. Ngay cả một vị tỳ kheo mà say sưa trong việc xây chùa, Đức Phật còn sai các tỳ kheo khác đập xuống. Chuyện đó có không à? Các vị còn nhớ không? Như vậy rõ ràng chúng ta xây chùa là một phương tiện. Nếu không có cái mái chùa che nắng che mưa thì làm sao chúng ta tồn tại để học pháp cho an tâm được? Nhưng nên nhớ nó là phương tiện. Phương tiện là cái gì? Là những cái điều kiện trợ duyên để chúng ta thành tựu mục đích, chứ không phải nó là mục đích mà chúng ta tìm kiếm. Chúng ta đi chùa không phải để có bữa ăn ngon, không phải để được mặc áo đẹp, không phải để thành ông thầy bà cô, mà chúng ta đi chùa là để tìm kiếm phương tiện chứng đắc Phật trí. Đây chính là điều quan trọng. Nếu chúng ta rời khỏi phương tiện cũng giống như bỏ thuyền mà qua sông, chắc chắn không thành tựu. Cho nên vô lượng giáo nghĩa Đức Phật nói đều là phương tiện. Và cuối cùng Ngài hủy bỏ phương tiện để chúng ta đạt được rốt ráo. Cho nên Ngài nói rằng này các tỳ kheo, trong 49 năm thuyết pháp, nhưng thực sự ta chưa từng nói một lời nào. Đây là bỏ thuyền để lên bờ bên kia giác ngộ. Đạt được trình độ đó mới gọi là cứu cánh. Đạt được đó mới gọi là đáo bỉ ngạn. Tuyệt vời, tinh thần Pháp Hoa nó là như vậy. Thành ra giờ đây chúng ta thấy chúng ta dọn sạch hết rồi, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, hiện tại mọi thứ đang lãnh hội giáo nghĩa thẩm thâm của Phật một cách thanh tịnh trang nghiêm. Như vậy ngay lúc này chúng ta có một cõi lòng rộng mở mà không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, thì lúc đó chúng ta trở thành một đóa sen ra khỏi vũng lầy phiền não trong nội tâm của mình. Đó không phải Pháp Hoa thì còn là gì? Chúng ta thấy kỳ diệu không? Trong Phật Pháp, trong Pháp Hoa cơ gốc như vậy.
Nếu như không thớ nhập sâu xa Pháp Hoa ở trong cuộc sống thì người đó chưa thực sự hiểu về Pháp Hoa. Thầy xin nhắc lại, Pháp Hoa ở trong cuộc sống, nếu như mà không ra khỏi cái vũng lầy phiền não để tỏa cái hương thơm cho đời thì không phải là tinh thần của Pháp Hoa. Tinh thần Pháp Hoa là tinh thần dung chứa tất cả, bởi vì nó vô ngã cho nên nó không bị xung đột, không bị va chạm ở trong tinh thần vô ngã đó. Vô ngã như hư không, hư không dung chứa tất cả mọi sự khác biệt. Tâm chúng ta cũng như vậy, chúng ta sẽ có được một năng lực giác ngộ như là Đức Phật, chư Bồ Tát mười phương. Nhưng ở đây, khổ thay, các vị thinh văn đứng trên lập trường của thinh văn, các vị Bồ Tát đứng trên lập trường của Bồ Tát, các vị cư sĩ tại gia thì đứng trên lập trường của mình, ai ai cũng đứng trên lập trường của mình. Hay nói cách khác là mỗi người chúng ta đứng ở trong cái nhãn quan của mình. Một khi đứng ở trong cái nhãn quan của mình thì làm sao mà mình có thể lãnh hội được Phật trí? Do vậy cho nên ở đây Đức Thế Tôn nói rằng muốn đạt được nó thì hãy bằng phương tiện. Phương tiện là gì? Là những cái trợ duyên để chúng ta thành tựu mục đích. Phương tiện. Nếu không có phương tiện, chúng ta sẽ không tu tập được. Phương tiện là điều quan trọng nhất. Từ nhà đến chùa không có xe đưa đi, chúng ta sẽ khó đạt được mục đích. Tất nhiên chúng ta không phải đi tìm chiếc xe, nhưng phải có chiếc xe để đưa mình đến với mục đích một cách an toàn. Đây gọi là phương tiện. Những điều này các vị chiêm nghiệm sâu xa xem. Phương tiện không thể thiếu được. Và phương tiện mà Đức Phật dùng ở trong thế gian này đó chính là gì? Là âm thanh và ánh sáng. Âm thanh tức là ngôn ngữ biện thuyết dẫn dắt khai thị, và ánh sáng là để cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Ánh sáng trí tuệ, ánh sáng thần thông, ánh sáng của mọi biểu hiện Phật lực. Ánh sáng, âm thanh và ánh sáng là phương tiện mà Phật dẫn dắt chúng ta. Và cuối cùng chúng ta xem phương tiện như là một cái loại trợ duyên để chúng ta thành tựu. Cho nên nói rằng dĩ huyễn độ chân, dùng cái huyễn mà độ chân. Quán bất tịnh là huyễn, nhưng mà thành tựu tâm giải thoát là chân. Tu thiền, tu chỉ, tu quán là phương tiện, đạt được sự giải thoát là cứu cánh hướng đến. Nhất thì làm sao nó làm? Hãy đạt được điều này. Còn nếu không dính mắc ở trong nhãn quan, trong truyền thống của mình, thì chắc chắn cái nhìn của mình, cái biết của mình nằm ở trong phương diện đó. Cho nên thầy thường thưa với đại chúng, cho dù chúng ta có xây dựng cho mình một lâu đài kiến thức trong sáng như là lưu ly, và chúng ta vào ở trong đó mà cư ngụ, những cái gì trái với cái khung vách của lâu đài lưu ly này thì chúng ta không chấp nhận. Thành ra bao nhiêu kiến thức ở thế gian này không phải là tuệ giải thoát mà Phật muốn dạy chúng ta. Khi đạt được quả thánh, tất cả những loại kiến thức này chỉ là ngã nhân phân biệt, nó chính là gì hết. Thành ra người học Phật, người tu theo đạo Phật, giác ngộ theo Phật, chúng ta gọi là thánh loại. Còn tất cả đều là chúng sinh. Cho dù đạt được cái định vô tham sân vô si đi nữa, nhưng không phải hướng đến quả vị Phật thì đây vẫn gọi là chúng sinh, chưa phải là thánh loại. Một Phật tử tại gia quy tâm bảo bắt đầu trở thành thánh loại. Trong chúng ta có thánh loại, nhưng có khi nó không thánh nữa, sân si khởi lên thành ra là dị loại. Cái loại này không phải loại thánh, loại gì đâu, không phải là thánh. Những chữ này chúng ta làm quen. Như vậy thì thưa quý vị, Đức Phật á, bằng cái trí tuệ của mình mà ân cần tán thán phương tiện, làm nền tảng, làm trợ duyên cho đại chúng nơi linh thiếu lúc bây giờ. Cho nên Đức Phật nói rằng xin lỗi, lúc đó là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói rằng là Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó đến nơi Niết Bàn. Tức là nói một nghĩa giải thoát là chỉ cho pháp trung đạo, là pháp gì? Là pháp bát thánh đạo, là con đường
sống với gọi là con đường bậc thánh tam ngàn hay là bát thánh đạo, giáo nghĩa giúp cho tất cả chúng ta tu tập. Và ai tu tập ở trong tinh thần tứ thánh đế thì đều được giải thoát như nhau. Cho nên họ mới nói rằng là gì? Là Đức Phật nói một nghĩa giải thoát thôi, chúng ta cũng có thể chứng đắc được đến nơi đến chốn quả vị niết bàn, đó là A-la-hán. Mà nay chẳng họ chẳng hiểu là Đức Phật nói cái phương tiện như vậy thì cuối cùng cái việc này nó đi về đâu? À, cho nên họ rời bỏ cái pháp tu, bắt đầu họ không biết đường đi nữa. Lúc ấy ngài Sa Lợi Phất biết ở trong lòng của đại chúng, cho nên ngài bản thân của ngài thì cũng chưa rõ là cái hàm ý sâu xa này, thành ra ngài mới bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nhân gì duyên gì mà Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu khó hiểu của các đức Phật? Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thấy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Có gì mà Đức Phật ân cần khen ngợi pháp phương tiện nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Đây là lời hỏi của tôn giả Xá Lợi Phất. Chúng ta gom lại đại ý từ trước, chúng ta thấy rằng Đức Phật nhập ở trong định vô lượng nghĩa xứ, phóng quang, giúp cho tâm của mọi người hoan hỷ. Điều đó quan trọng. Cái tâm hoan hỷ tức là bớt phiền não, hiểu không này? Tâm hoan hỷ tức là bớt phiền não. Phiền não khi nó lén xuống rồi thì trí tuệ nó mới sinh ra. Và ngài Vén Thù Sư Lợi rồi Bồ Tát Di Lặc đã lót đường rồi, phải không? Đã nêu vấn đề ra và đã cỡ ra cái chuyện chư Phật ngày xưa quốc độ đó đã như vậy rồi, tức là đã có lót đường rồi, đã chuẩn bị tâm lý rồi. Vậy mà khi Phật mở miệng ra tán thán phương tiện thì lúc bây giờ họ ngơ ngác. Chúng ta thấy không hả? Chúng ta liên tưởng cả một cái bối cảnh như vậy, chúng ta mới thấy nó khó hiểu vô cùng. Chúng ta không được coi thường điều này. Thành ra lúc đó họ ngơ ngác, họ chẳng biết tại sao Đức Phật hôm nay nói nhiều thứ như lạ kỳ như vậy. À, làm sao cho một ví dụ dễ hiểu hơn? Hả? Làm sao cho một ví dụ dễ hiểu hơn? Nếu như có một người nào họ cực kỳ xấu xa, họ tơ tưởng tới dục, họ tơ tưởng tới trộm, tới tà dâm, tới nói dối, tới buông lung, bao nhiêu thứ xấu xa họ đều chứa đầy trong tâm dơ bẩn của họ. Một người như vậy, các vị có muốn lại gần họ hay không? Hả? Có thương họ nổi hay không? Có từ bi với họ được không? Nhưng cái biết của Đức Phật á, Đức Phật biết còn rõ mọi thứ như là nhìn thấy trái Amala trong lòng bàn tay, nhìn rõ như ban ngày. Nhưng mà Đức Phật vẫn đến, vẫn nói, có khi vẫn hối là các ông làm gì vậy? Nếu như mình ấy, thì mình sẽ nói biết mà còn hối. Có phải vậy không ạ? Tại có gì mà Phật không biết? Nhưng mà Phật vẫn hối để cho các vị trả lời, các vị nói. Một con người như vậy mà họ đến gần, họ sống như vậy, họ bình an, họ thương yêu, chúng ta có thể hình dung nổi không? Làm sao chúng ta chấp nhận nổi? Nhưng mà rõ ràng chúng ta chỉ dùng được một chữ, đó là Đức Phật đã ẩn đi vô lượng phương tiện trong sáng, phương tiện tuyệt diệu của một vị giác ngộ, để hóa thân trở thành một người đần độn khờ khạo, chậm lục, hối trước hối sau với tất cả những chúng sanh lầm lũi trong cuộc đời này. Nhìn thấy như vậy đều thấy rằng là mình hiểu Phật, mình tập hiểu Phật khai thị ngộ nhập, hay hiểu Phật mình mới thấy ra mình không đóng vai mình là một Đức Phật gần gũi chúng sanh thì làm sao mình hiểu ra được? Có người trách cho thầy nói mấy người nói chuyện Phật pháp nói tầm bậy, nói sai. Tại sao thầy cứ bình thường?
Thầy nói bình thường là thầy đang đúng pháp, còn không bình thường mới là sai pháp. Tại vì sao? Bởi vì vô lượng kiếp họ đã huân tập nghiệp đời. Nếu như cho họ nói việc đời, họ nói thao thao, nhưng họ chưa có huân tập được nghiệp Phật, chưa huân tập được cái ngôn ngữ của thánh hiền, thành ra giờ đây họ nói ra là ngôn ngữ của phàm nhân, ngôn ngữ của loạn tâm loạn tướng, cho nên nó có trúng có sai là bình thường. Cũng giống như đứa trẻ mới ra đời học tiếng nói của con người thì làm sao nó nói đúng được, phải không? Khi chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta thấy bình thường. Còn khi mà chúng ta thấy tại sao nói như thế là chúng ta nổi giận. Như vậy thì mình do chấp ngã nó tác động tới tự tâm thanh tịnh của mình. Nói như thế không nghĩa rằng là chúng ta phủ nhận hết những cái chứng mực của chân lý và đạo đức. Ở trong một mức nào đó vẫn phải dẫn dắt theo tam quy hay gọi là trật tự của thế gian. Nhưng mà dẫn dắt không sinh phiền não, đây là yếu tố của người hành đạo, của người biết tu tập. Còn đi chui vào một cái phòng ngồi nơi u tịch để cho tâm mình thanh thản, ra gặp chứng duyên phiền não nổi lên, như vậy chưa phải là người biết tu, chưa phải là thành tựu. Đây gọi là ma chưa khảo, chưa thành đại đạo. Đúng không ạ? Nó phải khảo mấy phen à, mới đầu hỏi là nó tự nhiên nó hiện lên liền. Là thiệt là Phật thì không sao, mà chưa phải là Phật là cảnh cáo mới đầu nổi lên đó. Chúng ta học Phật Pháp kỳ diệu lắm, chúng ta nghe từng câu từng lời, hy vọng quý vị nghe rõ và nắm được. Gần đây có vài vị giáo sư tham gia biên tập những bài giảng của thầy, họ quy ngưỡng, họ nói, họ khen quá, thầy sợ không dám nói cho quý vị nghe. Họ khen dữ quá thầy mình cũng ngại luôn. Họ chỉ nói rằng là đầu tiên nghe thầy nói cái tiếng Bình Định của mì rất là khó cảm à, nhưng mà chịu khó nghe thì thấy cũng dễ thương, ở trong ấy nó chứa đựng sự chân tình. Rồi các người chịu nhiều khổ não thì họ lại thích hơn một chút, bởi vì họ tìm được cái đồng cảm ở trong cuộc đời khốn khó. Nhưng mà nghe lại nhiều lần thì họ thấy chân lý bắt đầu hiện ra, và đặc biệt là khi họ ngồi xuống họ đọc và họ biên tập thì họ bắt đầu thấy dòng tư tưởng. Họ nói hiếm có khó gặp. Đây là những gì mà họ thưa lại với thầy. Thầy nói đúng như vậy, không sai chút nào. Thành ra các vị hôm nay nghe, mà nghe qua đây hiểu được, thầy tin chắc rằng là không thành công. Những gì thầy nói những điều đây là nó thấm nhập sâu xa cung tận ở trong những ngõ ngách của tâm hồn. Cho nên thầy nói rằng là hãy chứng đắc pháp hoa và thanh tự pháp hoa ở trong cuộc sống. Lúc bây giờ chúng ta mới lãnh hội được Phật trí bao la. Còn nếu không, chúng ta dựa trên chữ nghĩa phân tích thì lời nói êm tai, diễn đạt trôi chảy và ý tứ bóng bẩy, chúng ta sẽ thấy nó hay. Hay. Như vậy thì thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên mà tôn giả Xá Lợi Phất hoài nghi, đại chúng hoài nghi, trong khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đó rồi ngài phải đại diện cho đại chúng ở tại Đại hội Pháp Hoa trình lên Phật những gì mà đại chúng đang nghi hoặc. Cho nên ngày một hồi cớ gì mà Đức Thế Tôn đã dùng khéo léo tán thán phương tiện như vậy? Thầy nói lại chữ phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Phương pháp và tiện lợi làm sao để chúng ta thanh tịnh giải thoát được thì hãy làm theo đó. Đó chính là tư tưởng giải thoát, không được mắc kẹt trong những gì mà Đức Phật trình bày trong Tam Tạng Thánh Giáo. Tam Tạng Thánh Giáo chỉ là ngôn ngữ của con người. Đi ra khỏi cõi dục giới này thì nó không còn giá trị nữa, phải vậy không? Đến một quốc độ khác, chư Phật khác thì chắc chắn là không còn giá trị nữa. Lúc đó ngài dùng một thi kệ để trùng tuyên nghĩa cho mọi người dễ hiểu hơn. Thành ra ngài nói như sau: Đấng Huệ Nhật Đại Thánh là chỉ cho Đức Phật, trí tuệ của ngài bậc thánh, trí tuệ của ngài như là mặt trời, cho nên gọi là Huệ Nhật
lâu mới nối pháp này, tự nối pháp mình chứng, tự mình nối pháp pháp mình chứng. Từ giờ chưa bao giờ nghe Đức Phật tán thán, tự nối là những gì ngài biết. Bây giờ đây tự nhiên ngài nói là những pháp mình đã chứng đắc được, như là lực tức là gì, là thập lực, úy tức là bốn vô úy, mùi tám mùi tức là gì, tức là bát, gọi là bát mùi, sau này nó có tâm gọi là bát, kinh bát châu tam mùi á, bát châu tam mùi nha, bát mùi tức là thiền định nha, bát chu tam mùi á là nối vào tám loại thiền định Phật trí á, chứ đừng có nói bát mùi là tám em nha. Thế là cái mùi là em á, là sư huynh sư muội á, những cái chữ này thầy nói trong chùa đừng có cái xưng hô, thầy không có ghét bỏ chuyện này đâu, ai xưng hô thầy cũng cười thôi, nhưng mà thầy thấy sao nó giống kiếm hiệp quá à. Có phải không này, sư huynh sư tỷ sư muội nghe giống kiếm hiệp quá phải không này hả, mà làm thầy ngứa cái người viết kiếm hiệp ngày xưa á, đã bao năm ta lang bạc giang hồ, tên kiếm khách lừng danh như ta, chứ bao giờ biết rung tay và khiếp sợ. Ông bổn sư ông thấy cái tác phẩm kiếm hiệp của thầy á, ông ngồi á, ha, ông lấy cái rựa ông băm một cái vậy, ông nói lừng danh nè. Đó, rồi mới thầy đốt từng tờ, rồi ông còn nói rằng là ông đốt cho ông phải tôi đã nghe. Mình nghe nó khó chịu vô cùng, mình nghĩ đến bụng á, thầy mình biểu mình đốt chứ mình có đốt đâu, mây hồn hú dí á, nếu không bây giờ là thành là nhà dân thành Kim Dung, là học trò Kim Dung chứ làm sao bàn ống được. Cho nên nó là rõ ràng là chúng ta thấy nó gừ gớm sai một ly đi một dặm. Trong tu tập á, không có những vị thiện tri thức, không có những vị thầy mà dẫn dắt mình á, là nó dẫn đi. Nên nó nói vậy, thầy không lên án đâu nghe, chứ mà thôi đừng có muội muội sợ lắm. Rồi như vậy thì quý vị á, ở đây chúng ta thấy rằng ngài nói rằng là gì, là ở trong định các loại là tam muội này là chỉ cho bát giải thoát, hay là chỉ cho bát bội xả, những chữ như vậy các vị tra từ điển. Rồi ở trong thiền định, trong giải thoát đều chẳng nghĩ bàn được, tức là không thể suy nghĩ và bàn luận được cảnh giới của Phật. Pháp chứng nơi đạo tràng không ai hỏi đến được, ý còn khó lường được cũng không ai hay hỏi. Tức là những gì mà ngài chứng ở tại cội Bồ Đề không ai có thể lường được, không ai có thể hiểu được, và cũng chưa từng ai hỏi. Thầy dùng hai cái chữ khác cho các vị nghe dễ hiểu. Những gì Phật chứng đắc ở tại cội Bồ Đề, chúng ta có thể dùng một chữ khác là giáo nghĩa nguyên chất. Được chưa hả? Nguyên chất. Chất tức là nguyên thủy nguyên chất. Còn cái giáo lý mà Phật nói tại Lộc Uyển, chúng ta hiểu đó là giáo lý ảnh tượng. Được chưa hả? Ảnh tượng tức là cái giáo lý này được mô tả với một dạng ngôn ngữ. Còn cái giáo nghĩa nguyên chất, cái giáo lý nguyên chất kia là chỉ tự thân mình chứng đắc, không thể dùng ngôn ngữ để nói được. Ai chứng được thì chứng, ai không chứng được thì trơ chứng. Chỉ vậy thôi. Không chứng được là trơ chứng chứ không cách nào khác. Và do vậy mà các nhà thiền mới nói rằng dĩ tâm truyền tâm, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Được không? À, ý như vậy. Tại sao? Bởi vì đang nói đến cái vấn đề cốt tủy, đang nói vấn đề chính. Và sự tu tập mà không được truyền thừa bằng nguyên chất của sự chứng đắc, chỉ có truyền thừa và học thuyết, thì không khéo làm cho Phật Pháp trở nên thị phi, biện bác và mai một nhanh hơn mà thôi. Điều này đúng hay không? Hãy nhìn thấy trong cuộc sống, rõ ràng học nhiều, biết nhiều, biện bác rắc rối, nhưng mà không có sự chứng đắc. Cho nên khi ra hành động, tham sân si vẫn xâm chiếm nội tâm của người đó, và người đó vẫn sống ở trong điên đảo, ở trong đọa lạc. Còn nếu như mà được truyền thừa bằng sự chứng đắc thì nó khác hoàn toàn. Quý Phật tử đến đây, thầy đã nói từ đầu,
Thầy Huyền Châu không có kiến thức khoa học uyên thâm gì cả. Các vị đến đây để tìm kiếm sự hiểu biết kỳ lạ mới mẻ, các vị sẽ thất vọng. Nhưng nếu như các vị muốn tìm kiếm sự thực chứng của nội tâm thì đến bây giờ phút này chư tăng mô Phật không dám. Nhưng mà Phật tử các vị thì thầy có thừa sức truyền trao. Những gì trình bày cho đại chúng đều là những gì đã sinh ra ở trong nội tâm và cảm thọ được, thấu hiểu được, vượt thắng được nó mới đem trình bày cho các vị. Mong rằng quý vị nghe những lời này, chúng ta hãy chiêm nghiệm sâu xa cẩn thận, đừng đem cái biết của mình để so lường, thế là chúng ta sẽ rơi vào trong ngôn ngữ biện bác nối nành, thành ra sai đấy chân nghĩa trong đạo Phật. Cho nên Phật chỉ cầm đóa hoa đưa lên thôi, đưa lên thôi. Ngày mai đang thỉnh được cái tượng của Ni Viện á, mà thầy biết rằng 10 người sẽ nói tượng ở sau, ai cũng nói sau, nhưng mà thầy thấy nó đẹp. Tại vì sao? Bởi vì Đức Phật cầm đóa hoa, niêm hoa vi thiếu, cái mặt phải trang nghiêm, nhìn vô trong lòng nhé, trừng tâm, nhìn vô trong lòng. Như ngài Bồ Đề Đạt Ma thấy chúng sanh điên đảo, lên trên núi 9 năm ngồi trong vách núi, nhìn vô trừng tâm, trừng giống như là con mèo rình chuột, dòng tướng chạy ra bắt cổ, dòng tướng chạy ra bắt cổ, thằng nào ra bắt khách đó. Đó là tu. Còn nó dòng tướng nó nhảy nhót trong nhà của mình, rồi nó ăn, nó kính, nó xa đầy hết, mình cứ theo nó đi chơi, sao lại gọi là tu được? Cho nên á, cái tưởng Phật nó mô tả ở trong nội tâm muốn nói cái gì, mà một đóa hoa, đóa sen. Cho nên gương mặt của Phật á, nó trở nên tôn nghiêm, không có cười, đúng là trừng kỳ ấy. Bữa nay tu hành trừng tâm thấy, mà thấy trừng trợn thì nhiều, dễ sợ. Thành ra chúng ta cẩn thận cái tâm mình trừng tâm, nghe rõ và y giáo phụng hành, tức là y theo lời Phật dạy mà như lý tác ý và làm theo, đó gọi là y giáo phụng hành. Như vậy thì thưa quý vị, nói đến đây chúng ta hiểu rằng là không có ai hối Phật mà Phật tự nói. Ngài muốn nói về cái giáo lý nguyên chất mà Ngài đã chứng đắc ở tại cội Bồ Đề. Còn từ khi đến Lộc Uyển tới tại Đại Hội Pháp Hoa này đều là giáo lý ảnh tượng. Nếm được chưa hả? Nếm được không? Thấy mặt mày cười cười tươi tươi sáng sáng ở đó cũng hơn lắm. Chờ nói chỗ này nhắm mắt hết rồi. Rồi gì nữa? Ngài Xá Lợi Phất nói rằng không hối mà tự nói khen ngợi đạo mình làm, các đức Phật chứng được trí tuệ rất nhiệm màu, đây gọi là thế tài vô vấn tự thuyết. Chúng ta gọi là 12 bộ kinh, nó làm cho người ta nhầm lẫn cái chữ 12 bộ. Một cái đây Pháp Hoa là một bộ, chúng ta sẽ nhầm phải không? Cho nên chúng ta sẽ dùng là 12 cái loại, cái phương thức mà Phật trình bày giáo nghĩa Ngài đã chứng đắc. Nếu như nói chữ hàn lâm khoa học thì dùng chữ là thế tài. Thế tức là thế thức, tài tức là cái phương pháp trình bày. Mà chúng ta xem Đức Phật sử dụng là 12 loại thế tài, 12 thế tài, được chưa hả? Nghe chữ mới này nó có vòng vòng lỗ tai không? Có chui vô được không? Hay nó nằm mà chỗ đây rớt xuống? Vô, ráng cho nó vô một chữ, rồi mình làm quen với chữ mới. Sau này đọc trong kinh mình thấy 12 loại thế tài. Và ở đây nói rằng là gì? Không hối mà tự nói thì là gì? Đó là thế tài vô vấn tự thuyết, đây gọi là 112 bộ kinh, đúng chưa hả? Và khen ngợi đạo mình làm, Phật phạm với Bồ Tát rồi, không được khen mình, có phải không? Chúng ta lại sai nữa. Tại vì Phật đạo Phật, Phật nói tán thán cái pháp như vậy, cho nên nó pháp nào cũng đỡ nhất, pháp như vậy, chúng ta làm theo chứ. Nhưng mà thọ trì giới luật không đúng, Phật sao lại tự khen mình như vậy, giống như là phạm với Bồ Tát. Chúng sanh nó điên đảo như vậy đó, nó điên đảo. Tức là hôm nay các vị biết ở trên mạng, người ta viết quá nhiều thứ, bá nhiều thứ điên đảo, cứ gieo rắc truyền trao đòi hết, nó biến thành một cái đám là giống như là suốt ngày chỉ biết là phiền não nói năng cãi cọ, cứ vậy đó. Thì có lợi ích gì đâu cho sự giải thoát trong nội tâm của mình. Nội tâm của mình nó bị phiền não quấn chặt rồi, bây giờ mình thanh tịnh xuống chút được, tìm được cái hạnh phúc an vui,
Mình không làm cho mình đi làm đủ thứ cho thiên hạ làm chi? Do đó cho nên nghe những lời này á, chúng ta sực tỉnh quay trở lại với một cõi lòng thanh tịnh vốn có của mình. Và Ngài Xá Lợi Phất nói rằng: hàng vô lậu La Hán cùng người cầu Niết Bàn nay đều xa lưới nghi, Phật cớ chi nói thế? Ngài mô tả cái đội hội Pháp Hoa lúc bây giờ, hàng vô lậu A-La-Hán là những vị thanh văn thượng thừa. Họ không còn rơi rớt ở trong phiền não nhiễm ô nữa, nhưng trí tuệ của họ chưa đạt được chỗ bất tận vô biên. Rồi những người cầu Niết Bàn, tức là cầu cái sự thanh tịnh, sự an vui, hạnh phúc tuyệt diệu, cầu cái gì? Tất cả đều xa vào lưới nghi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, nghi ngờ. Xa vào lưới nghi là bắt đầu nó tôn thất vào đó. Phật cớ chi nói thế? Có người đối với hạng người cầu duyên giác, tỳ kheo tỳ kheo ni, các trời rồng quý thần và càng thác bà thấy, ngó nhau mang lòng nghi. Chữ ngó là sao? À, ngó là nhìn. Xưa hòa thượng Trí Tịnh là dùng chữ ngó. Chữ ngó nghe nó học kỳ kỳ phải không? Nhưng mà chúng ta đọc trong kinh thì chúng ta bình thường. À, thành ra thầy nhắc như vậy để chúng ta vượt thoát bớt những cái ngôn ngữ, những cái từ mà nghe nó lạ lỗ tai. Đừng để ý, nắm được cái lý, nắm được những gì Phật muốn nói là được rồi. Còn ai muốn nói để nói, đó gọi là gì? Đó gọi là ý nghĩa mà bất ý ngữ. Hiểu chưa hả? Ý nghĩa mà bất ý ngữ. Còn nếu như mà ý ngữ bất ý nghĩa là kiếm thầy nào mà ăn nói ngọt ngào à? Kính thưa đại chúng, kính thưa đại chúng ngủ chưa? Nghe như thế là ngủ ngon lắm. Có một bài Phật tử nói: thưa thầy, con đi làm mệt quá, bây giờ nghe nói cái con ngủ ngon lành, công nhận thầy giảng hay dễ sợ luôn. Thì thầy nói: thầy nói chắc sắp có cái bằng tiến sĩ gây ngủ. Tức là ai ngủ được nghe giảng ngủ liền, ai bệnh mất ngủ á, cho ông thầy này giảng là ngủ say ngủ ngay. À, như vậy rất là tốt rồi. Nhưng mà ngủ thì ở trong sanh tử chứ làm gì có trong lại trong giác ngộ được. Ngủ là ngủ hoài, ngủ ra tới nghĩa địa, tha hồ mà ngủ. Ra nghĩa địa có giấc ngủ lâu lắm. Nhưng mà ai nói, tính thoáng có thầy Huyền Châu quấy rầy một chút, tại vì người ta cần bóc mộ á. chỉ như vậy thôi, còn ngoài ra là cứ ngủ hoài không ai đụng tới mình hết. Như vậy thì ở đây Ngài nói rằng là gì? Là ngó nhau sinh lòng nghi, nhìn trong đấng lưỡng túc hay là đấng túc tôn. Túc là gì? Là đủ, mà nói cho đủ là lưỡng túc tôn. Lưỡng là chỉ là hai, hai chỉ là phước và trí, phước trí nhị nghiêm, lưỡng túc tôn. Nhìn trong đấng lưỡng túc, việc đó là thế nào? Xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thịnh văn, Phật nói con hạng nhất, Ngài Xá Lợi Phất tự trình bày: nay con nơi trí mình nghi lầm không rõ được. Tức là con đại trí Xá Lợi Phất đứng đầu trong hạng thịnh văn, nhưng bằng trí tuệ của con cũng không thấy được. Vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm, con từ miệng Phật sanh, chấp tay nhìn trong chờ. Tức là gì? Tức là hôm nay con cũng sinh tâm nghi ngờ. Con biết rằng đối với pháp rốt ráo, đối với những gì Đức Phật làm, chắc hẳn nó đều có nguyên nhân sâu xa. Đây gọi là người có niềm tin vào Phật. Cái niềm tin quan trọng lắm. Niềm tin nó sẽ giữ gìn chân lý, nhưng không phải là mơ tín. Quan sát một chút, có nhiều Phật tử đến đây, tại nói thật sự, họ muốn biết những cái vấn đề mình làm, nhưng họ đem đến cái sự tiếp xúc bằng sự nghi ngờ. Và thầy có làm cách gì họ vẫn cứ nghi. Họ nghi đông, họ nghi tây. Chúng ta có thể giải thích tại sao Đức Phật ra đời làm người chứng thành Phật mà chúng sanh còn nghi. Còn nếu như Phật ở trên trời đau lợi, đau xúc mà nhảy xuống đây thành Phật, thì liệu người ta có tin dùng cái pháp đó hay không? Cho nên đó là người ta nghi. Chư thiên trên trời xuống giảng pháp còn được, nhưng mà họ nghi rằng đó là pháp chư thiên chứ mình tu không được. Còn Đức Phật phải ra đời thành con người, rồi phải chịu khổ chịu cực, rồi mọi thứ như vậy, lúc đó nó mới hết nghi, nó mới nghe lời. Nhưng hôm nay là Ngài Xá Lợi Phất cũng nghi ngờ lời của Phật. Ở đây chúng ta nói rằng khi
các vị chưa hiểu rõ một số vấn đề thì mình đừng có đường đột đưa ra quyết định, hay còn gọi là quyết định hời hợt cạn cợt, dựa vào một số ý cứ đơn giản, một số ý cứ là ít ỏi. Trong tinh thần như vậy, Phật cũng dạy chúng ta đừng có tin, đừng có dựa vào một số cái ý cứ nhỏ hẹp hay là một số cái luận cứ ít ỏi mà chúng ta tin tưởng. Và hãy nhìn vào cái gì? Yếu tố của nó dẫn đến cảnh giới là có vô tham, vô sân, vô si hay không? Nó có đem đến là giác ngộ hay không, giải thoát hay không? Đó là điều quan trọng. Có một vài Phật tử ngày xưa vui lắm, nói thưa thầy, tại sao thầy hốt phân chó? Một vài Phật tử Việt Nam họ thấy đau lòng, họ thấy ông thầy mình tôn kính, bây giờ thấy thầy lò mò đi hốt phân chó, tự nhiên cái họ thấy họ tổn thương, và họ nói rằng sao thầy làm giống như người đời quá. Nhưng họ không hiểu rằng nếu như thầy không hốt phân chó thì làm sao chó sống gần thầy, nếu như không lo cho nó thì ai lo, rồi ăn trộm nó vô xâm nhập trong này, rồi đạo tràng có bình yên hay không, rồi mất an ninh các vị có dám đến chùa hay không, như vậy sự hình thành đạo tràng có thuận lợi hay không, bao nhiêu thứ như vậy. Rồi như vậy thì làm sao mà mình xây dựng được đạo tràng trở thành sứ giả của Như Lai. Nhưng người đó chưa hiểu lý do tại sao họ đã khởi tâm nghi ngờ. Cho nên chỗ này là gì? Là nghi, là nó sẽ mất đi những sự hiểu biết chân chính. Còn chúng ta bình thản một chút, chúng ta sẽ biết bên trong đó vì sao và lý do nó như thế nào. Cho nên thầy thưa với đại chúng, khi nào các vị ôm ở trong người một cái lý tưởng xây dựng Bồ Đề Phật Quốc trở thành một trường đại học, như là một ngọn hải đăng thắp sáng ánh sáng của chân lý đạo Phật, và chúng ta nguyện trở thành một pháp khí của Như Lai, và hãy làm tất cả mọi thứ cho đạo Phật được thực hiện, và đặc biệt là dựa trên danh nghĩa của một trường đại học vững chãi như vậy, tổ chức một đợt kiết tập soạn thảo và ấn định lại đâu là chánh pháp Như Lai, đâu là không phải chánh pháp Như Lai. Như vậy thì bao nhiêu cái rác rến ở trong ngôi nhà Phật pháp lúc bây giờ dọn sạch một lần lại xong. Làm như vậy tốt hơn là chúng ta phiền não với những cái gì chúng ta gây mất đang diễn ra, đúng không? Như vậy hãy làm đi, hãy đứng lên và làm mọi việc để cho Phật pháp được trường tồn. Nếu như làm mà không có cách, nó không thành công, không có một trường đại học, làm sao lấy danh nghĩa nào được kết tập kinh tảng? Còn nếu như một trường đại học có đầy đủ tăng chúng, có đầy đủ trí thức, có một đội ngũ như thế, hành động trong vòng khoảng 5 năm, 10 năm đủ uy tín, như vậy danh nghĩa đó mình có thể triệu tập được một cuộc là đại hội kiết tập hay không? Mình hoàn toàn làm được. Nếu như không có trường đại học thì làm sao? Là không được. Mà nếu như trường đại học có mặt mà không có đạo tràng các lớp sơ trung đẳng, làm được hay không? Cũng không được. Cho nên thầy mới nói các vị hãy làm ơn trở thành biểu tượng học viên giúp cho thầy. Biểu tượng là gì? Là ngồi đó ngáp ngáp cũng được mà ráng ngồi, có phải vậy không? Biểu tượng, nhờ cái biểu tượng này mới ra chứ, mới thành được. Như vậy thì nếu như không có biểu tượng này thì làm sao thành trường đại học? Mà không có mà muốn giữ gìn cái biểu tượng thì không có gì, không có đạo tràng thì làm sao mà các vị ngồi vô? Không có những bữa kinh, một bữa pháp mà chúng ta đang học hôm nay thì làm sao làm duyên để các vị đến đây? Và không có phát khởi sự tu hành tinh tấn bằng chương trình bát quan trai thì làm sao mà các vị giữ gìn phước báo thanh tịnh? Và nếu như có tất cả một chương trình mà không có cơ sở để thích hợp với nó, không có tăng viện, không có ni viện, chỗ đâu mà dung chứa? Cho nên đầu tiên từ một đạo tràng chủ nhật đến một chương trình nghiêm túc bát quan trai tạo ra phước báo hàng tuần, cho đến lớp sơ trung đẳng cao đẳng là những người lớn tuổi, là những biểu tượng ngồi ngáp. Nhưng tất cả một khi nó thành gì? Nó thành tăng viện, thành ni viện, nó thành gì? Thành trường đại học, nó thành gì? Thành một cái sức, một cái ánh sáng, một cái ngọn lửa rừng rực cháy lên,
thì có cái gì mà nó không thiêu đốt? Và lửa là lửa, chứ làm sao có sự khác biệt là lửa của một cây gỗ quý với lửa cái cọng rác? Lửa nào mà chẳng cháy, lửa nào mà chẳng nóng? Có đúng vậy không? Như vậy, nhìn như vậy, thấy như vậy và biết rằng tại sao thầy cần khổ mỗi việc. Ban ngày đi làm việc này việc kia, xông xáo vô, trồng cây, đào đất, chứ bao giờ rời khỏi tâm niệm xây dựng cho nước một chương trình lớn lao. Rồi nó mệt quá, vừa giảng kinh không nổi, nó lộn trước lộn sau. Có người ác tâm nói, không biết thầy không làm nhiều có sống được không? Nay mai ông chết rồi ai hộ niệm cho mình? Trời, sao lại nghĩ như thế? Tại sao lại không đứng lên làm bao nhiêu việc xông xáo vô để làm cho được cái cây đại thụ Phật Pháp như là một cây bồ đề lớn lao, mà bây giờ đây nó toàn là chùm gới, nó toàn là gì? Là những cái nhánh lá hiu úa trên đó. Mình cứ đứng đó, mình cứ than vang, cái cây sao nó không còn đẹp nữa, cái cây sao nó không còn tươi tốt nữa. Mình than tới ngàn năm thì có được gì đâu. Cho nên hãy thắp lên một ánh sáng, còn hơn là ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối ngàn năm. Những chân lý này rất đơn giản, có phải vậy không thưa quý vị? Thành ra chúng ta hãy tạo thành một thực thể để xây dựng cho được một chương trình lớn. Và ngang chỗ đây mà nếu như chúng ta có chết đi ấy, thì thực sự mà nói đời đời kiếp kiếp phước báo chúng ta nó cứ sinh mãi thôi. Tại sao? Bởi vì người ta sử dụng chương trình này, người ta tạo ra được, người ta tu tập được, thì bao nhiêu cái phước đó nó sẽ hồi vô mình, giống như là mình đầu tư thị trường chứng khoán lời to. Có không ạ? Nếu mình sinh lên cõi trời đi nữa thì cái phước người ta sinh ra do mình tạo ra mà, thì tự nhiên cái ông chư thiên nó cũng sướng hơn. Và cứ như thế mình đi tới ngày mà mình gặp một Đức Phật tương lai và mình sẽ thành Phật. Chúng ta tự tin vào những gì chúng ta đang làm. Những điều này lý luận có cơ sở, không phải rằng là một điều mơ mộng hay là huyễn tưởng đâu. Vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta học ở trong Pháp Đại Thừa của Phật, chúng ta hiểu rằng á, là chúng ta không như là không đánh mất cái niềm tin vào chương trình, cũng như là các đại thinh văn, các hội chúng đương thời họ tin vào Phật, họ nghi nhưng mà họ không rời bỏ. Còn nếu như chúng ta rời bỏ là chỉ đi vào chỗ khiếm khuyết và hỏng việc. Và tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: xin ban tiếng nhiệm màu liền vì nói như thật. Tức là hãy vì chúng con mà ban cho cái lời dạy nhiễm màu. Và chúng con rõ ràng là từ đâu mà sinh ra? Từ miệng Phật mà sinh ra. Sự hiểu biết của các vị ngày hôm nay là từ miệng của thầy Huyền Châu sinh ra, đúng không? Sự hiểu biết của thầy ngày hôm nay là nhờ thầy tổ của thầy mà sinh ra. Thầy tổ của thầy từ đâu mà sinh ra? Từ miệng Phật sinh ra. Và tất cả chúng ta đều tự giáo pháp mầu nhiệm của Phật mà sinh ra, đúng vậy không? Chúng ta nhìn thấy như thế thì nói đùa các vị, các Phật tử nói: trời ơi, cô đi tu cô thật là sung sướng, cô sao cô hiểu biết Phật pháp nhiều quá vậy, cô thật hay quá. Là Phật tử mỉm cười, mở một cái nụ cười tê tét. Nghe chán rồi không? Cái nụ cười tê tét tức là một cái nụ cười hiếp mắt, không biết gì nữa xảy ra. Vị này quên mất một điều rằng là đỡ mình có được ngày hôm nay thì bao nhiêu vị thầy đã hung đúc cho mình, cha mẹ mình dạy cho mình lý lẽ khôn ngoan, cuộc đời dạy cho mình những điều hay lẽ phải, sự thành sự bại trong cuộc sống cho mình nhiều kinh nghiệm, và thầy tổ mình tác thành tuệ giác cho mình. Như vậy nghe người ta khen, mình không nhận lời khen mà mình khởi niệm gì? Tôn trọng tứ trọng ân, nghĩ tưởng tới tứ trọng ân: ân Phật, ân thầy bạn sư trưởng, ân những người trợ giúp mình gọi là quốc gia xã tắc, ân đàn việc là những người mà thiện trí thức họ nuôi dưỡng mình sự sống và công ăn việc làm. Chúng ta thấy không hả? Chúng ta nhìn như vậy chúng ta mới thấy rằng là chúng ta từ miệng Phật mà sinh ra, cũng như tôn giả Xá Lợi Phất. Cái chữ này nghe hiếu phải không? Không giải thích như vậy nhiều khi chúng ta không hiếu đó. Và rõ ràng á, cha mẹ mình cho mình cái miệng
nhưng chưa cho mình một lời nối chân chính. Chỉ có Phật tổ cho chúng ta lời nối trong chân pháp. À, và lúc bây giờ mọi người chắp tay chờ Đức Phật khai thị. Các trời rồng thần đều số đông như là số các vi trần. Các Bồ Tát cũng cầu thành Phật. Số nhiều có 8 muôn, tức là 80.000 vị Bồ Tát cầu được làm Phật. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Mình tu hành là cầu làm Phật chứ không phải cầu gì khác. Không cầu cho một chút bình an ở trong gia đình nhỏ nhoi, tạm bỡ hết kiếp này đầu thai ở trong sanh tử, cho nên phải chịu cái khổ già bệnh chết, ưu bi khổ não. Không cầu nhỏ nhỏ như vậy, lỡ cầu rồi cầu cho lớn luôn đi, hiểu không này? Lỡ rồi mình cầu cho ngon lành, con cầu làm Phật, không cầu làm gì khác. Cầu cho ngon lành luôn thế, cầu chút chút mới không cầu nữa. Tại vì tới đó rồi chưa giác ngộ, vẫn còn sanh tử thì phải cầu nữa thôi. Cho nên ở đây họ số Bồ Tát họ cũng cầu giác ngộ như vậy. Và Đại Trí Xá Lợi Phất nói rằng, lại những muôn ức nước vua chuyển luân vương đến đều lầm kính chắp tay muốn nghe đạo đầy đủ. Tức là chúng cư sĩ tại gia, các vị vua, dân chúng ở trong đất nước, họ đều cầu được làm Phật, họ được cầu cái đạo Phật một cách trọn vẹn đầy đủ. Và lúc đó quý vị biết là Đức Phật nói gì không? Đức Phật nói: thôi thôi, tôi trưa rồi đi ăn thôi. Thôi chúng ta đi ăn ha. À, nguyện đêm công đức này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.